Con sáo này hình như vẫn còn non, cái mép nó vẫn còn gì. Nhà tao có mấy con sáo hoa đẹp lắm, mà nếu biết bẫy ấy, đạt phát là chết. Cứ chưa vào nó vào gần gần nhà nó ăn cơm ấy. Bẫy thì bẫy như kiểu bẫy trào màu đấy, cho to tí nữa nó vào nó sập cái đéo. Mua bẫy trào màu. Không, tao thích nuôi chim nữa mà. Tao nuôi tao đã xin ở trong kia trào màu đầy. Sáo này nó vẫn còn non mà. Nhưng mà bọn này ăn kẹ ăn gì lắm, tốn kém lắm. Cám chim nhà bên nhà gì nó bán. Non mà, vẫn non. Vẫn còn non mà. Đấy nha, ngố vẫn còn ngố. Mua cái sâu cho nó ăn. Ừ, mày phải mua cái đầu trống tao rồi. Đéo mẹ mày ăn ăn không ăn. Ừ. Đừng. Tao phải tao thả đây, mày nhìn rồi. Có bao giờ có gì mày ăn ăn không ăn thôi. Thì để đây nó phải ăn rồi. Thì để. Đối mày để lấy mày ăn. Nha. Yeah.